thưa quý khán giả, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định quyền con người là giá trị chung của nhân loại. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Bảo đảm và thúc đẩy quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững. Và trong hoạt động đối ngoại của nước ta đối với quốc tế, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người và được bầu là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Qua đó đã thể hiện mong muốn thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, nhất là những dân tộc thiểu số. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý khán giả cùng theo dõi một số nội dung của 7 công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam tham gia qua phỏng vấn của phóng viên Đài với ông Trần Ngọc Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng. Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho buổi trao đổi ngày hôm nay. Ông có thể cho biết là luật pháp quốc tế đã quy định như thế nào về quyền của con người thưa ông? Bảo vệ quyền con người luôn là cái mục tiêu cơ bản của nhân loại tiến bộ, như là bảo vệ con người xuất hiện rất sớm cùng với sự ra đời của nhà nước. Thì vào lúc đầu thì chỉ trong phạm vi quốc gia, thì ngày nay là cái mối quan tâm chung của cả cái cộng đồng quốc tế. Thì quyền con người thì cần được bảo vệ và thúc đẩy bằng nhiều cái hình thức rồi cái điều kiện khác nhau, thì trong đó có pháp luật, rồi cơ sở pháp lý về quyền con người của pháp luật quốc tế về quyền con người, cụ thể là nhất là về cái Hiến chương Liên Hợp Quốc. Thì Hiến chương thì không chỉ là cái văn kiện nền tảng của luật quốc tế về quyền con người, rồi cơ sở pháp lý quan trọng để thành lập Liên Hợp Quốc, mà còn xác định được cái trách nhiệm quốc gia khi mà tham gia cơ chế bảo đảm quyền con người, cũng như là cái cơ sở pháp lý quốc tế để mà xác định cái trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ rồi thúc đẩy sự phát triển của các quyền con người trên phạm vi toàn cầu. Cái thứ hai là cái tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948, thì có thể coi đây là cái văn kiện đầu tiên của cái bộ luật quốc tế về quyền con người. Tuyên ngôn thế giới về quyền con người thì được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào ngày 10 tháng 12 năm 1948. Thì cho đến nay, thì sau cái Hiến chương Liên Hợp Quốc thì tuyên ngôn được xem là cái văn kiện chính trị đặc biệt và được tất cả các quốc gia và dân tộc trên thế giới, cũng như là không phân biệt chế độ chính trị, rồi hệ tư tưởng, trình độ phát triển, cũng như là bản sắc văn hóa, và được thừa nhận và xem là cái giá trị chung của cái nhân loại. Thì theo đó, ngày 10 tháng 12 hàng năm á, thì được tôn vinh là cái ngày nhân quyền thế giới. Thì những cái tư tưởng chính trị và những cái quy định về các quyền cơ bản của tuyên ngôn thì được xem là cái mục tiêu vươn tới của tất cả các quốc gia cũng như là dân tộc. Thứ ba là cái công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị năm 1966. Thì cái công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị năm 1966 là cái điều ước quốc tế quan trọng nhất để mà bảo vệ rồi thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị của mọi cá nhân, cộng đồng, nhân loại, thì trong đó có quyền được sống. Thì cụ thể quá ghi nhận tại điều 3 tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 đó, thì tại khoản 1 điều 6 cái công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị năm 1966 thì cũng có quy định là mọi người đều có quyền cố hữu là được sống. Thì quyền này là phải được pháp luật bảo vệ, không ai có thể bị tước mạng sống một cách tùy tiện. Ông có thể cho biết là nội dung của 7 cái công ước quốc tế quy định về quyền của con người á mà Việt Nam đã tham gia là thành viên đó thưa ông? Hiện nay thì Việt Nam là thành viên của 7 trên 9 cái điều ước cốt lõi về quyền con người. Thì trong đó bao gồm, thứ nhất là cái công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Thứ hai là cái công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Thứ ba là cái công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Tư là cái công ước quốc tế về xóa bỏ mọi cái hình thức phân biệt rồi đối xử với phụ nữ. Thứ năm là công ước về xóa bỏ mọi cái hình thức phân biệt chủng tộc năm 1969. Chúng ta gia nhập vào tháng 9, ngày 9 tháng 6 năm 1982. Thứ sáu là cái công ước về quyền của người khuyết tật năm 2006. Thứ bảy là công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc là trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Thì ngoài ra thì còn hai cái công ước còn lại mà Việt Nam chưa phê chuẩn là cái công ước quốc tế về quyền của người lao động di cư và thành viên của gia đình họ. Rồi thứ hai là cái công ước về chống cưỡng bức mất tích.
Vậy thì trong cái 7 cái nội dung trên á, thì cái nội dung nào mà đáng lưu ý và nó có phù hợp với cái luật pháp của Việt Nam không thưa ông? Thì bên cạnh việc ký kết rồi gia nhập các điều ước quốc tế về quyền con người, thì với tư cách là một thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, thì Việt Nam đang tận tâm rồi thiện chí cũng như là thực hiện các cam kết quốc tế của mình. Thì để có thể mà thực hiện đầy đủ những cái cam kết quốc tế trong cái điều kiện đất nước mà phù hợp với và phù hợp với tinh thần chung của luật quốc tế, rồi bảo lưu cái điều ước quốc tế về quyền con người là cái phương thức Việt Nam đã và đang thực hiện khi mà tham gia ký rồi phê chuẩn, phê duyệt hay là gia nhập một số điều ước quốc tế đa phương về quyền con người. Thì trong đó cái công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị là một trong những cái điều ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua cùng với cái công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Tầm quan trọng và ý nghĩa của cái công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị thì được thể hiện ở chỗ là hiện nay là có 168 nước đã được phê chuẩn công ước này tính đến tháng 7 năm 2015. Rồi việc tham gia các điều ước quốc tế về quyền con người trong thời gian qua đó thì cũng đã góp phần giúp cho Việt Nam bảo đảm và thúc đẩy tốt hơn các quyền con người và quyền công dân trên lãnh thổ Việt Nam. Thì tuy nhiên, việc tham gia các điều quốc tế này thì cũng đặt ra một cái số vấn đề. Thứ nhất là về quy định của một số cái điều ước quốc tế về quyền con người thì cũng chưa có sự tương thích với cái pháp luật của Việt Nam hiện nay. Thứ hai là một số quy định còn có khả năng làm ảnh hưởng đến cái quyền và lợi ích của Việt Nam trong cái quan hệ quốc tế. Thứ ba là cái điều ước quốc tế về quyền con người á, thì cũng đặt ra nhiều cái nghĩa vụ mà một quốc gia khi mà trở thành thành viên á, thì chúng ta cũng phải cần thực hiện. Chính vì những cái vấn đề nêu trên nên Việt Nam khá thận trọng khi mà quyết định tham gia một số cái điều ước quốc tế về quyền con người, đồng thời cũng là rất là cân nhắc thực hiện cái quyền bảo lưu một số quy định của điều ước quốc tế. Thì để bảo lưu của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế về quyền con người á, thì thường liên quan đến là cái quy định hạn chế về quyền tham gia điều ước quốc tế của các quốc gia, rồi quy định về thẩm quyền của các thiết chế quốc tế được thành lập trên cơ sở các điều ước quốc tế, rồi quy định về thẩm quyền của các cơ quan tài phán quốc tế trong việc mà giải quyết các tranh chấp liên quan đến giải thích hay là thực hiện điều ước quốc tế, rồi quy định về dẫn độ trên cơ sở các điều ước quốc tế. Điển hình như là khi mà chúng ta gia nhập các công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đó, thì cái công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa thì Việt Nam đưa ra cái tuyên bố là các quy định của khoản 1 điều 48 và khoản 1 điều 26 của công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Theo đó, một số quốc gia là bị tước bỏ cái cơ hội mà trở thành thành viên của cái công ước này là có cái tính chất phân biệt và đối xử. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì chúng ta cho rằng là cái công ước là phù hợp với nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia, nên mở ra cho mọi quốc gia tham gia mà không có bất kỳ sự phân biệt hoặc là chúng có sự giới hạn nào. Thì theo đó, tuyên bố Việt Nam đưa ra là nhằm bảo lưu đối với hai điều khoản này, và cụ thể là hướng đến việc mà chúng ta sửa đổi hiệu lực phù hợp với cái nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia. Việt Nam bảo lưu theo hướng mở rộng sự tham gia của điều ước quốc tế cho tất cả các quốc gia mà không có bất kỳ sự cái phân biệt nào. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ thông tin cho chúng tôi ạ. Chuyên mục thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đến đây là hết. Mời quý khán giả đón xem chuyên mục kỳ sau. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.